Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 5 tháng 6, trước hết Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị các sinh hoạt phụng vụ của Đức Thánh Cha Francisco sáng Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về phong trào canh tân đặc sủng thánh linh và giáo huấn của hai vị giáo hoàng Paulo 6 và John Paulo 2. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, anh Phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân tựa đề Ơn lành Đức Mẹ Ban qua ảnh vảy phép lạ hay còn được gọi là ảnh Đức Mẹ Ban ơn. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị thính giả, sau buổi canh thức tối thứ Bảy mùng 3 tháng 6 vừa qua tại Chico Massimo ở Roma, với hơn 50.000 thành viên phong trào công giáo canh tân trong Thánh Linh và nhiều tín hữu thuộc các cộng đoàn Kitô khác nhưng cùng phong trào canh tân trong Thánh Linh, Sáng Chủ nhật hôm qua mùng 4 tháng 6 lúc 10 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng là lễ khai sinh của giáo hội hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero trong thánh lễ có hơn 60.000 tín hữu. Đồng tế với ngài có 40 hồng y, 50 giám mục và 500 linh mục. Có 140 linh mục và phó tế thuộc dòng đạo binh trước Kitô và một số khác đảm nhận việc cho rước lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hồng ân thánh linh như hồng ân lớn nhất mà Chúa Phục sinh ban cho giáo hội Hồng Ân kiến tạo một dân mới và một con tim mới cho giáo hội. Ngài cảnh giác chống lại những gì gây chê rẽ trong cộng đoàn giáo hội, trong đó có tật xấu nói hành nói xấu tha nhân, xét đoán tha nhân như những cỏ dại và ghen tương. Đức Thánh Cha nói. <laughs> Hôm nay kết thúc mùa phục sinh 50 ngày từ lễ Chúa sống lại cho đến lễ hiện xuống với sự hiện diện nổi bật của Chúa Thánh Linh. Thật vậy, Ngài là hồng ân phục sinh tuyệt hảo, Ngài là thánh thần sáng tạo luôn thực hiện những điều mới mẻ. Hai sự mới mẻ được trình bày cho chúng ta trong các bài đọc hôm nay. Trong bài đọc thứ nhất, Chúa Thánh Linh làm cho các môn đệ thành một dân mới. Trong bài tin mừng, Ngài kiến tạo một con tim mới trong các môn đệ trước hết một dân mới. Trong ngày hiện xuống, Chúa Thánh Linh ngự xuống từ trời dưới hình những lưỡi lửa và phân chia đậu trên mỗi người, và tất cả được tràn đầy thánh thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác. Lời Chúa mô tả hoạt động như thế của Chúa Thánh Linh. Trước tiên, người đậu xuống trên mỗi người chúng ta, rồi làm cho mọi người đã thông với nhau. Ngài ban cho mỗi người một ơn và tập hợp tất cả trong sự hiệp nhất. Nói khác đi, cùng thánh linh kiến tạo sự khác biệt và sự hiệp nhất và qua cách thế đó người hình thành một dân mới khác biệt và hiệp nhất đó là giáo hội hoàn vũ. Trước tiên với tinh thần sáng tạo và không lường trước được, Chúa Thánh Linh tạo ra một sự khác biệt. Thực vậy, trong mỗi thời đại, Chúa làm cho những đoàn sủng mới khác nhau được triển nở và rồi cũng thánh linh thực hiện sự hiệp nhất, người nối kết tập hợp tái tạo sự hòa hợp với sự hiện diện và hoạt động của Ngài hợp nhất những tinh thần khác biệt và chia cách. Như thế có sự hiệp nhất đích thực theo Thiên Chúa và đó không phải là sự đồng nhất nhưng là hiệp nhất trong sự khác biệt. Để thực hiện điều đó, điều tốt đẹp là giúp chúng ta tránh hai cám dỗ thường xảy ra. Cám dỗ thứ nhất là tìm kiếm sự khác biệt mà không có sự hiệp nhất điều này xảy ra khi người ta muốn phân biệt khi người ta họp thành những phe đảng khi người ta tỏ ra cứng nhắc về những lập trường loại trừ những lập trường khác khi người ta khép kín trong những đặc tính riêng thậm chí coi chúng ta tốt đẹp hơn hoặc là coi mình luôn luôn có lý vì thế người ta chỉ chọn một phần chứ không toàn bộ thuộc về phe này hay phe kia thay vì thuộc về giáo hội người ta thành những người ủng hộ phe mình thay vì là anh chị em trong cùng một thánh linh các tín hữu Kitô phè hữu hay phè tả trước khi thuộc về Chúa những người cứng nhắc bảo tồn quá khứ hoặc những người tiên phong về tương lai hơn là những người con khiêm tốn và biết ơn của giáo hội và thế là có sự khác biệt mà không có sự hiệp nhất trái lại cám dỗ đối nghịch là cám dỗ tìm kiếm sự hiệp nhất mà không có sự khác biệt nhưng theo cách thức này sự hiệp nhất trở thành đồng nhất một sự bó buộc phải làm tất cả cùng một cách thức và thế là sự hiệp nhất trở thành sự đồng đều và không còn tự do nữa như thánh Phaolô đã nói nơi nào có thánh linh của Chúa thì có tự do. Đức thánh cha nói tiếp, lời nguyện của chúng ta dâng lên Chúa Thánh Linh là xin ơn đón nhận sự hiệp nhất của Chúa, một cách nhìn bao gồm và yêu mến xã hội, vượt lên trên những sở thích cá nhân, yêu thương xã hội của chúng ta Xin Chúa cho chúng ta đảm nhận Sự hiệp nhất giữa mọi người Loại trừ sự nói hành, nói xấu Gieo rắc cỏ dại và ghen tương Làm ô nhiễm, ngộ độc Vì là người nam nữ của giáo hội Có nghĩa là những người con hiệp thông Chúng ta cũng xin chứa một con tim Cảm thấy giáo hội là mẹ chúng ta Và là nhà của chúng ta Căn nhà hiếu khách, cởi mở Nơi ta chia sẻ vui mừng Giữa nhiều dạng thức của Chúa Thánh Linh Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Bây giờ chúng ta đến điều mới mẻ thứ hai, một con tim mới mẻ. Chúa Giêsu phục sinh khi hiện ra lần đầu tiên với các môn đệ, ngài nói: Các con hãy lãnh nhận Thánh Linh. Các con tha tội cho ai, người ấy được tha. Chúa Giêsu không lên án các môn đệ đã bỏ rơi và chối bỏ Ngài trong cuộc khổ nạn, nhưng Ngài ban cho họ thánh thần tha thứ. Thánh linh là hồng ân đầu tiên của đấng phục sinh và được ban trước tiên để tha thứ tội lỗi. Đó là khởi đầu của giáo hội, đó là chất keo gắn chúng ta với nhau, là xi măng liên kết các viên gạch của căn nhà. Đó là sự tha thứ. Vì tha thứ là hồng ân ban quyền năng là tình thương lớn nhất là ơn giữ cho được liên kết dù những gì xảy ra đi nữa, là điều ngăn cản sự sụp đổ, củng cố cho vững chắc. Sự tha thứ giải thoát con tim và giúp bắt đầu lại, tha thứ ban hy vọng, nếu không có tha thứ thì không thể kiến tạo giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng Thánh Thần tha thứ giải quyết mọi sự trong sự hòa hợp, thúc đẩy chúng ta từ khước những con đường khác, những con đường vội vã của những người xét đoán, những con đường cụt của những người khép kín mọi cánh cửa con đường một chiều của kẻ phê bình người khác trái lại thánh linh khuyên nhủ chúng ta đi con đường hai chiều của sự tha thứ nhận lãnh và trao ban con đường lòng thương xót của chúa trở thành tình yêu tha nhân bác ái như tiêu chuẩn duy nhất theo đó tất cả phải được thực hiện và không thực hiện thay đổi và không thay đổi Chúng ta hãy xin ơn ngày càng làm cho khuôn mặt của mẹ giáo hội chúng ta được tươi đẹp hơn bằng cách canh tân qua sự tha thứ và sửa chữa chính mình. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể sửa chữa người khác trong tình bác ái. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh, lửa tình yêu đốt cháy trong giáo hội và trong chúng ta, cho dù nhiều khi chúng ta thường che phủ lửa ấy bằng che tội lỗi của chúng ta lại thánh thần của thiên chúa là chúa ở trong tâm hồn con và trong con tim của giáo hội chúa là đấng tiến hành giáo hội nhào nặn giáo hội trong sự khác biệt xin chúa đến để sống chúng con cần chúa như cần nước xin chúa ngự xuống trên chúng con và dạy chúng con sự hiệp nhất xin đổi mới tâm hồn chúng con và dạy chúng con yêu thương như chúa yêu thương chúng con tha thứ như chúa tha thứ cho chúng con amen Phần lời nguyện giáo dân bằng nhiều thứ tiếng, cộng đoàn đã lần lượt cầu nguyện cho giáo hội, liên kết hội thánh trong tình hiệp thông trong một đức tin và tình yêu duy nhất. Xin Chúa đổ tràn Thánh Linh trong tâm hồn người trẻ và ban cho giáo hội nhiều thừa tác viên thánh thiện và đông đảo. Cầu cho các nhà cầm quyền, xin Chúa ban Thánh Linh để họ tìm kiếm công lý và hòa bình đích thực. Cầu cho những kẻ bách hại để họ được ơn hoán cải và tin nhận Chúa Giêsu. Xin Chúa dạy các tín hữu cầu nguyện và sống trong sự vâng phục quyết liệt đối với Tin Mừng. Cuối thánh lễ Đức Thánh Cha đọc kinh là Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu. Trong lời huấn dụ ngắn, trước đó ngài loan báo việc công bố sứ điệp của ngài, nhân ngày thế giới truyền giáo sẽ được cử hành vào tháng 10 năm nay với chủ đề: Sứ mạng truyền giáo nơi con tim Đức Tin Kitô. Đức Thánh Cha nói: xin chúa thánh linh nâng đỡ sứ mạng của giáo hội trên toàn thế giới và ban sức mạnh cho tất cả các thừa sai nam nữ của tin mừng xin thánh linh ban hòa bình cho toàn thế giới chữa lành tai ương chiến tranh và khủng bố cả cuộc khủng bố tối hôm qua ở london đánh vào nhiều thường dân vô tội chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ Đức Thánh Cha chào thăm đông đảo các tín hữu hành hương, đặc biệt là các nhóm từ các nơi về Roma tham dự các buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào công giáo canh tân trong Thánh Linh. Kính mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha qua kinh lạy nữ vương thiên đàng và lãnh nhận phép lành của Ngài. Regina Celi <laughs> nobis Deum, alleluia. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione infilitui Domini nostri, Iesu Christi, mundum laetificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Quý da đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi bài viết về phong trào canh tân đặc sủng thánh linh và giáo huấn của các giáo hoàng Phaolô 6 và Gioan Phaolô 2. thưa quý vị thính giả trong các ngày từ 31 tháng 5 đến mùng 4 tháng 6 phong trào canh tân đặc sủng thanh linh đã nhóm đại hội tại Roma nhân kỷ niệm 50 năm thành lập đã có 30.000 thành viên đến từ 130 quốc gia trên thế giới trong đó có 600 linh mục 50 hồng y và giám mục trong các ngày đại hội đã có nhiều sinh hoạt khác nhau gồm các buổi thuyết trình, gặp gỡ, cầu nguyện thánh lễ được cử hành tại nhiều vương cung thánh đường khác nhau trong thành phố Roma. Đặc biệt đã có buổi canh thức cầu nguyện đại kết với Đức Thánh Cha Phanxicô tại trường đua ngựa cổ Chico Massimo thời đế quốc Roma và thánh lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự trước thềm đền thờ Thánh Phaero sáng Chúa Nhật mùng 4 tháng 6. Tham dự buổi canh thức cầu nguyện cũng đã có 5.000 thành viên phong trào Pentecostal của Giáo hội tin lành. Bà Michelle Moran, Chủ tịch phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Công giáo Thế giới cho biết, những người nghèo và vô gia cư cũng đã có một chỗ đặc biệt trong buổi canh thức này. Phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh này sinh tại Đại học Duquesne ở Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania bên Hoa Kỳ. Trong một cuối tuần tĩnh tâm của các sinh viên hồi tháng 2 năm 1967, các sinh viên đã cùng nhau cầu nguyện lâu giờ, xin Chúa cho họ được sống kinh nghiệm mới của ơn thánh rửa tội và thêm sức. Và ngày hôm đó, họ đã sống một kinh nghiệm mạnh mẽ về Thiên Chúa là đấng đã thay đổi con tim của họ, và kinh nghiệm này đã trở thành biến cố rửa tội trong Thánh Linh. Kinh nghiệm canh tân đặc sủng Thánh Linh đã mau chóng lan nhanh trong các giáo sứ và các cơ cấu khác của giáo hội bên Hoa Kỳ, rồi lan tràn khắp nơi trên thế giới đã có các tổ chức và mạng lưới độc lập được thành hình. Các thành viên bắt đầu tổ chức các buổi diễn thuyết canh tân đặc sủng thánh linh công giáo, quy tụ hơn 30.000 người trong Đại học Đức Bà ở sau Bend, Indiana, giữa thập niên 1970. Phong trào đã được Đức Hồng Y Leo Joseph Suenens, cố tổng giám mục Bruxelles bên Bỉ đẩy mạnh qua các sách vở và tài liệu hướng dẫn, trình bày tinh thần và cung cách huấn luyện tổ chức. Sự kiện phong trào lan tràn và hoạt động mạnh mẽ đã lôi kéo sự chú ý của giáo hội và các vị lãnh đạo. Và giới lãnh đạo phong trào đã gặp Đức Giáo Hoàng Paulo VI và John Paulo II nhiều lần. Ngoài ra, các hội đồng giám mục của nhiều quốc gia đã công bố các thư mục tử khích lệ và ủng hộ phong trào. Canh tân đặc sủng thánh linh không phải là một phong trào công giáo thống nhất trên toàn thế giới – nó đã không có một vị sáng lập duy nhất hay các nhóm sáng lập như các phong trào khác. Nó cũng không có danh sách các thành viên. Nó là một tập hợp của nhiều cá nhân, các nhóm và hoạt động. Nó lôi cuốn các cộng đoàn giao ước, các nhóm cầu nguyện, các nhóm hiệp thông đức tin nhỏ, các giáo sứ được canh tân phong trào tổ chức các đại hội, các buổi tĩnh tâm và tham gia vào nhiều công tác tôn đồ và sư vụ khác nhau, thường khi độc lập với nhau trên các bình diện khác nhau với các phương pháp phát triển khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các kiểu diễn tả này đều chia sẻ cùng kinh nghiệm nền tảng và bao gồm các mục tiêu chung. Kinh nghiệm chung của phong trào là biến cố rửa tội trong thánh linh Đối với nhiều người, kinh nghiệm nhận được tràn đầy Chúa Thánh Thần mạnh mẽ biến đổi xảy ra trong khung cảnh của một cuộc hội học được ý thức một cách chuyên biệt gọi là cuộc sống trong Thánh Linh. Mặc dù rất nhiều người được rửa tội trong thần khí ngoài khung cảnh của khóa học. Phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Công giáo hiện hoạt động tại 238 quốc gia trên thế giới và liên quan tới cuộc sống của 120 triệu thành viên. Trong các năm qua, tại một số nước, số thành viên giảm sút, trong khi tại nhiều nước khác lại có thêm rất nhiều người gia nhập. Bà Michelle Moran, Chủ tịch phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh Công giáo cho biết, phong trào nảy sinh như là hoa trái của công đồng chung Vatican II nên đã luôn luôn có chỗ trong tim của giáo hội. Chúng tôi đã cần học hiểu ơn thánh của việc canh tân đặc sủng trong các thời gian sau công đồng và cần có thời gian để chu toàn lộ trình ấy với sự yểm trợ của các giáo hoàng. Chúng tôi đã có các liên lạc đặc biệt với từng vị. Chúng tôi chờ đợi một việc đổ tràn đầy mới Chúa Thánh Thần trên giáo hội, trên thế giới và cả vài kinh ngạc nữa chúng tôi sẵn sàng phục vụ giáo hội và cũng để trợ giúp việc canh tân và cải cách mà đức thánh cha Francisco đã bắt đầu cũng như để phổ biến nền văn hóa của lễ chúa thánh thần hiện xuống bởi vì thần khí làm cho mọi sự nên vĩ đại ông Salvatore Martinez chủ tịch phong trào canh tân Italia cho rằng đây là một dịp lớn giúp ghi dấu việc đại kết tinh thần như lý do thời sự và lớn lao nhất của việc hòa giải giữa các truyền thống Kitô khác nhau. Sự kiện Đức Thánh Cha Francisco muốn tổ chức một buổi canh thức không phải chỉ là một kiểu cử hành phong trào canh tân trong 50 năm qua, nhưng là để cử hành Chúa Thánh Thần là lý do của sự hiệp nhất, niềm vui và việc hòa giải. Có biết bao thách đố mà phong trào được mời gọi phải đương đầu, trước hết là sự hiệp nhất trong khác biệt, nhưng cũng có các vấn đề cấp bách liên quan tới các gia đình, người trẻ, nhưng phần đóng góp mà phong trào đã thực hiện trong 50 năm qua được đo lường bởi việc rao truyền tin mừng và truyền giáo. Nói cho cùng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là biến cố bùng nổ khai nguyên của cuộc sống đặc sủng, và nó không gì khác là nhiệm vụ đặc biệt mà Chúa Giêsu đã trao phó cho các tông đồ. Các con hãy ra đi dạy dỗ muôn dân nước, rửa tội cho họ nhân danh cha và con và Thánh Thần việc rao truyền tin mừng được thần khí hướng dẫn trong mọi môi trường cuộc sống, trong mọi phần đất truyền giáo. Chúa Thánh Thần như tác nhân ban tặng cho chúng ta mỗi ngày các kinh ngạc như thiện ích chung. Vì thế trong thời đại lạc lối nghiêm trọng này, ai biết trao ban một ý nghĩa cho lịch sử và chứng tá thì nắm các chìa khóa tương lai trong tay. Canh tân là một trách nhiệm rất lớn. Các giáo hoàng như Đức Phaolô Lô VI và Thánh giáo hoàng Doan Phao Lô II đã nhiều lần lên tiếng về phong trào. Giáo huấn của các vị đã trao ban ánh sáng và sức mạnh cho phong trào. Ủy ban lãnh đạo phong trào đã cho in ấn các giáo huấn này trong cuốn sách tựa đề và phê -rô đứng lên, tuyển tập diễn văn của các giáo hoàng nói với phong trào từ ban đầu cho tới năm 2000. Với cuốn sách là phần bổ túc, bao gồm mọi diễn văn khác từ năm 2000 cho tới nay. Ngày 10 tháng 10 năm 1973, trong đại hội quốc tế lần đầu tiên của các vị lãnh đạo phong trào canh tân đặc sủng thanh linh nhóm tại Grotta Ferata, gần Roma, Đức Phao Lô VI đã nói Làm sao việc canh tân tinh thần này lại không có thể là một cơ may cho giáo hội và thế giới? Và trong trường hợp đó, làm sao chúng ta lại không góp phần với mọi giá để cho nó mãi mãi là như thế? Không có gì cần thiết hơn cho thế giới ngày nay ngày càng bị tục hóa cho bằng chứng tá của một việc canh tân tinh thần như vậy vì chúng ta trông thấy chúa thánh thần hoạt động trong các vùng miền và môi trường khác biệt nhất các biểu hiệu của ngài thật đơn sơ sự hiệp thông sâu xa giữa các linh hồn việc tiếp xúc chặt chẽ với thiên chúa phù hợp với các lời hứa rửa tội lời cầu nguyện thường là cầu nguyện cộng đoàn trong đó mỗi người tự do diễn tả và góp phần vào việc nâng đỡ và khích lệ lời cầu nguyện của các người khác và ở nền tảng của tất cả những điều này là xác tín cá nhân. Suối nguồn của xác tín ấy không chỉ là giáo huấn đã nhận được từ đức tin, mà cũng từ một kinh nghiệm của cuộc sống thực nào đó. Có nghĩa là không có Thiên Chúa, con người không thể làm được gì. Có nghĩa rằng với Chúa trái lại mọi sự đều có thể. Trong lần gặp gỡ Đại hội Quốc tế lần thứ hai tại Roma ngày 19 tháng 5 năm 1975, Đức Phaolô Lô Sáu khẳng định, Tôi xác tín rằng phong trào này là một dấu chỉ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Thế giới rất cần hoạt động này của Chúa Thánh Thần và cần có nhiều dụng cụ cho hoạt động ấy. Trong buổi tiếp kiến giới lãnh đạo phong trào tại Đại hội Quốc tế lần thứ 4 ở Roma ngày 7 tháng 5 năm 1981, Đức Joan Paulo II nói, Tôi xin anh chị em và mọi thành viên phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh cùng với tôi tiếp tục la to lên với thế giới, hãy mở cửa cho đấng cứu độ. Sứ mệnh của giáo hội là loan báo Chúa Kitô cho thế giới và anh chị em tham dự vào sứ mệnh đó một cách hữu hiệu trong mức độ trong đó các nhóm và các cộng đoàn của anh chị em đâm rễ sâu trong các giáo hội địa phương, trong các giáo phận và giáo xứ của anh chị em ngày 30 tháng 4 năm 1984, ngỏ lời với các tham dự viên đại hội quốc tế lần thứ năm tại Roma, Đức Joan Paulo nói, Chiều kích đầu tiên của việc canh tân như thế là hệ tại việc sống theo thần khí bằng cách kháng cự lại các nịnh hót của xác thịt và rộng mở chính mình cho sự lôi cuốn mạnh mẽ và dịu dàng của Thiên Chúa việc canh tân nội tâm này việc chữa lành chính các gốc rễ này của cuộc sống việc đào tạo một tâm thức mới này được các lý lẽ của thần khí thống trị là ơn gọi của anh chị em như là các ki tô hữu như là các người nam nữ người trẻ và người lớn của thời đại chúng ta muốn làm chứng tá và khiến nở hoa trên thế giới ngày nay không chỉ kiểu sống tu đức mà cũng là mẫu gương của nền văn minh mà chúng ta trông thấy xuất hiện trong sáng từ các điều luật sống của Thánh Phaolô. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ bảy của các huynh đoàn của các hiệp hội canh tân đặc sủng giao ước ngày 9 tháng 11 năm 1996 tại Roma, Đức Joan Phaolô II viết, Phong trào canh tân đặc sủng công giáo là một trong biết bao hoa trái của công đồng chung Vatican II mà như là lễ hiện xuống mới, nó đã dấy lên trong cuộc sống giáo hội một việc nở hoa ngoại thường của các hiệp hội và phong trào, đặc biệt nhạy cảm đối với hoạt động của thần khí. Làm sao không cảm tạ về các hoa trái tinh thần quý báu mà phong trào đã làm nảy sinh ra trong cuộc sống giáo hội và cuộc sống của biết bao nhiêu người? có biết bao nhiêu tín hữu nam nữ giới trẻ người lớn người già đã có thể sống trong cuộc đời mình quyền năng ngoại thường của thần khí và các ơn của ngài có biết bao nhiêu người đã tái khám phá ra đức tin việc hưởng nếm lời cầu nguyện sức mạnh và vẻ đẹp của lời chúa bằng cách diễn tả tất cả những điều đó ra trong việc phục vụ sứ mệnh của giáo hội có biết bao cuộc sống đã được biến đổi sâu rộng vì tất cả những điều đó, ngày hôm nay, cùng với anh chị em, tôi muốn chúc tụng và cảm tạ Chúa Thánh Thần. Vừa rồi là bài viết về phong trào cánh tân đặc sủng Thánh Linh và giáo huấn của hai vị giáo hoàng, Phaolô Lô 6 và Doan Phaolô Lô 2. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ năm mùng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 100 tham dự viên khóa học toàn thể của Bộ Giáo sĩ và nhân dịp này, Ngài nhắn nhủ các linh mục trẻ chuyên chăm cầu nguyện, luôn tiến bước thành tâm chia sẻ. Đức Thánh Cha ghi nhận khả năng của các linh mục trẻ, tinh thần sáng tạo, lòng hăng say của các vị ngài khuyên các giám mục hãy gần gũi các linh mục của mình đồng thời hãy tránh nhận vào chủng viện những người trẻ không có ơn gọi chỉ với mục đích lấp đầy chỗ trống cần cứu xét kỹ lưỡng ơn gọi của người trẻ để xem họ vào chủng viện như nơi tị nạn hay vì cảm thấy tiếng chúa gọi ngoài ra điều quan trọng là các linh mục trẻ tìm thấy nơi các cha sở và các giám mục những người khích lệ đừng để họ bị lẻ loi đừng từ khước các linh mục xin hẹn để gặp đừng nói chương trình của tôi đã dày đặc ba tháng tới đây điều quan trọng là linh mục cảm thấy giám mục như một người cha gần gũi không thể cai quản một giáo phận nếu không có tinh thần gần gũi không thể làm cho linh mục tăng trưởng và được thánh hóa nếu không có sự gần gũi của giám mục như một người cha dựa vào chương trình đào tạo căn bản dành cho giáo sĩ mới được bộ giáo sĩ công bố đức thánh cha nhấn mạnh đến ba thái độ quan trọng đối với các linh mục trẻ trước tiên là cầu nguyện không mệt mỏi đức thánh cha nói chúng ta chỉ có thể là những ngư phủ đánh cá người nếu trước tiên chúng ta nhìn nhận mình đã được sự dịu dàng của chúa thu hút ơn gọi của chúng ta bắt đầu khi rời bỏ lãnh vực cá nhân chủ nghĩa và những dự phóng bản thân của chúng ta chúng ta tiến bước trong cuộc du hành thánh phó thác cho đấng là tình yêu đã tìm kiếm chúng ta và tiếng nói đã làm rung động tâm hồn chúng ta để chu toàn việc cầu nguyện không ngừng đức thánh cha nhắn nhủ các linh mục trẻ hãy cố gắng sống sự hòa hợp giữa kinh nguyện làm việc và nghỉ ngơi sự hòa hợp ấy là nguồn năng lực quý giá để đối phó với những vất vả tông đồ. Tiếp đến là thái độ luôn tiến bước. Vì Linh Mục không bao giờ là người đã tới đích. Linh Mục luôn luôn là một môn đệ lữ hành trên những nẻo đường của tin mừng và cuộc sống, đối diện với ngưỡng cửa mầu nhiệm Thiên Chúa và thánh địa của những người được ủy thác cho Linh Mục. Không bao giờ Linh Mục có thể cảm thấy thỏa mãn và dập tắt sự lâu lành mạnh là điều làm cho Linh Mục biết để cho Chúa huấn luyện và làm đầy tràn. Sau cùng, linh mục cần có thái độ thành tâm chia sẻ, vì cuộc đời linh mục không phải là một văn phòng bàn giấy và cũng không phải là một tập hợp các việc tôn giáo hoặc phụng vụ phải thi hành. Làm linh mục có nghĩa là dành trọn cuộc sống cho Chúa và cho anh chị em mang trong tâm hồn niềm vui và lo âu của dân Chúa, dành thời gian lắng nghe và chữa lành các vết thương của người khác, cống hiến cho họ sự dịu dàng của Chúa Cha. Đức thánh cha cũng nhận xét rằng, đi từ kinh nghiệm sinh hoạt với người trẻ trong giáo xứ, khi còn trẻ, linh mục trẻ có cơ hội lớn sống tinh thần chia sẻ ấy với những người trẻ ở giữa họ, không những như một người bạn, nhưng còn như một người biết thành tâm chia sẻ cuộc sống của họ, lắng nghe những vấn nạn và tham gia cụ thể vào những thăng trầm khác nhau trong đời sống của họ. Đức thánh cha nói thêm rằng, linh mục không cần phải là một chuyên gia về thánh thiêng hoặc là một anh hùng từ trên cao và từ bên ngoài trả lời cho những vấn nạn băn khoăn của người trẻ. Đúng hơn, người trẻ bị thu hút do những người biết chân thành can dự vào cuộc sống của họ, đồng hành với họ trong tinh thần tôn trọng và lắng nghe họ với lòng yêu mến. Vấn đề ở đây là có một con tim đầy lòng cảm thông nhất là với người trẻ tuần qua từ ngày 29 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6, đại hội thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo đã khai diễn tại Roma với sự tham dự của gần 120 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đến từ các nơi trên thế giới. Trong số các tham dự viên cũng có một đại diện người Việt Nam là cha Đa Minh Ngô Quang Tuyên. Trong diễn văn khai mạc, Đức Tổng giám mục Rugambua, đồng Tổng thư ký Bộ Truyền giáo kiêm Chủ tịch Bốn hội giáo hoàng truyền giáo cho biết, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn đề nghị ấn định tháng truyền giáo đặc biệt vào tháng 10 năm 2019 để kỷ niệm 100 năm công bố thông điệp Maximum Illus và để đẩy mạnh quyết tâm truyền giáo trong giáo hội theo tinh thần thông huấn, niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco. Trong các đại hội thường niên như hiện nay, các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo cứu xét và quyết định về các đơn xin tài trợ từ các sứ truyền giáo gửi về và phân phối dựa theo các ngân khoản mà các hội giáo hoàng truyền giáo đã quyên góp được ở các giáo hội địa phương trong năm qua, trong đó có hội truyền bá Đức Tin, hội Thánh Phaero Tông Đồ và hội Nhi Đồng Truyền Giáo. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền Giáo, cũng đến gặp gỡ và nói chuyện với các tham dự viên. Ngài giải thích thêm về tháng đặc biệt về truyền giáo, tháng 10 năm 2019 đã được Đức Thánh Cha chấp thuận. Tháng này nhắm đầy mạnh việc cầu nguyện, hoạt động bác ái, huấn giáo và suy tư thần học về sứ mạng truyền giáo. Năm 2019 là năm kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum in Lut của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 công bố ngày 30 tháng 11 năm 1919 về truyền giáo. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Philoni nói rằng, việc kỷ niệm này không phải chỉ là tưởng niệm một văn kiện giáo huấn rất quan trọng của Đức Giáo Hoàng về hoạt động truyền giáo của toàn thể giáo hội, nhưng nhất là cơ hội để khơi dậy nơi tất cả các tín hữu một sự hoán cải truyền giáo thực sự, một tinh thần phân định mục vụ chân chính để mọi người, các tín hữu cũng như mục tử, sống trong tình trạng truyền giáo trường kỳ. Tông thư Maximum Inlut cách đây một thế kỷ ngày nay vẫn còn sức mạnh ngôn sứ nổi bật về các năng động và hình thức hoạt động truyền giáo loan báo tin mừng. Trong văn kiện này, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 cũng tố giác các thế lực thực dân và sự ham hố của các cá nhân. Ngài cũng phê bình lòng nhiệt thành của một số thừa sai muốn phát triển thế lực cho đất nước của mình và gọi đó là một thảm họa kinh khủng đối với việc tông đồ truyền giáo. Ngài nhấn mạnh rằng, các thừa sai phải chăm lo quyền lợi của Chúa Kitô và không được phục vụ quyền lợi đất nước của mình. Hôm 30 tháng 5, giám đốc phòng báo chí tòa thánh ông Greg Burke cho biết đức thánh cha sẽ không viếng thăm Nam Sudan trong năm nay. Ông cũng nói rằng dự án viếng thăm này cho đến nay mới chỉ là đối tượng nghiên cứu và chưa bao giờ được tuyên bố chính thức. Chính Đức Thánh Cha đã nói với giới báo chí là Ngài muốn viếng thăm Nam Sudan cùng với Đức Giáo chủ Anh giáo Justin Welby, nhưng cũng nói thêm rằng dự án này còn phải được nghiên cứu. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, báo In Messagero, người xứ giả, số ra ngày 30 tháng 5, đưa tin Đức Thánh Cha buộc lòng phải từ bỏ dự án viếng thăm Nam Sudan vì thiếu điều kiện an ninh tối thiểu, cách đây ít lâu một phái đoàn nhỏ của tòa thánh đã đến Nam Sudan để nghiên cứu chi tiết tại chỗ báo người sứ giả nói rằng Đức Thánh Cha Francisco đã ghi nhận những khó khăn và rất tiếc những tin tức được chuyển đến ngài về vấn đề này khiến ngài đành phải quyết định tạm ngưng dự án trong thời gian gần đây tình hình chính trị và quân sự ở Nam Sudan suy sụp trầm trọng khiến cho các cuộc chiến tranh du kích tái diễn hiệp định ngưng bắn bị ngưng các tổ chức nhân đạo cũng báo động về những vụ tàn sát tập thể, hãm hiếp, bạo lực tại các làng mạc. Chính Tổng thống San Kier cũng lên tiếng tố giác công khai. Trước khi kết thúc chương trình, anh Phương xin trình bày cùng quý vị gương chứng nhân tựa đề ơn lành Đức Mẹ Ban qua ảnh vải phép lạ hay còn được gọi là ảnh Đức Mẹ Ban ơn. trong cuốn sách Tôi đã tìm thấy Đức Maria xuất bản tại Ý năm 1992 có đăng chứng từ của một nữ tu thừa sai được ơn lành của mẹ Maria. Tôi là một nữ tu người Ý thuộc hội dòng các nữ thừa sai vô nhiễm. Chúng tôi có nhiều cứ điểm truyền giáo tại Argentina. Vào năm 1973, tôi được cử đến làm việc tại Olavaria, nằm trong thủ đô Buenos Aires. Hàng năm vào mùa hè, chúng tôi lại di chuyển đến truyền giáo tại Chubut, cách thủ đô Buenos Aires 36 giờ xe lửa. Chubut là vùng có núi đồi trùng điệp, khung cảnh thơ mộng, nhưng vì xa xôi hẻo lánh nên ít có người bén mảng tới. Chỉ có các thừa sai công giáo mới lần mò đến đây để chia sẻ bánh đức tin, đức cậy và đức mến cho dân nghèo. Năm đó, tôi đến làng có tên gọi là Hojo de Epuzen, tôi leo đèo trèo núi vất vả ngược xuôi để mang lời chúa đến cho các gia đình ngay khi thăm những gia đình đầu tiên tức khắc họ hỏi tôi gì có đến thăm gia đình salamin không hoặc nhắc đừng quên ghé thăm gia đình salamin nhé cứ nghe mãi tên gia đình salamin như thế làm sao mà tôi lại không đến thăm họ được mặc dầu tôi chưa biết họ như thế nào sau cùng thì tôi cũng đến được nhà ông bà salamin đây là một quán cà phê do chính ông bà điều khiển. Vừa trông thấy quán, tôi bỗng cảm thấy ghê tởm, muốn lui gót ngay. Tuy nhiên, có một người nào đó thúc đẩy tôi phải bước vào. Bên trong quán diễn ra cảnh tượng khó tả. Đàn ông thì say bí tỉ, đàn bà thì ăn mặc hở hang và căn nhà nực mùi khói thuốc nghẹt thở. Tôi đang định đi trở ra thì đôi mắt tôi chạm phải đôi mắt khẩn khoản của một người đàn bà ngồi ở cuối phòng. Bà ra hiệu cho tôi đến gần, tôi siết chặt chàng chuỗi mân côi trong tay và đi qua những người đàn ông mặt mày đỏ gay vì rượu để đến với bà. Thì ra đó là vợ của ông Salamin. Bà đưa tay buồn bã chỉ người đàn ông là chồng bà. Ông Salamin là một trong những người đang say mềm ngồi ở bàn, rồi bà mời tôi sang phòng bên cạnh giữa những giọt nước mắt chảy dài và che lẫn tiếng ngất nghẹn ngào. Bà kể cho tôi nghe cuộc đời làm vợ ông Salamin. Ông không ngừng say xưa, rồi ông còn công khai ngoại tình, khuyến khích các phụ nữ làm điếm, gây nguy hiểm và gương mù cho mấy đứa con gái của ông bà còn nhỏ tuổi. Càng nghe bà Salamin kể chuyện, tôi càng nhận ra tình trạng sống đau thương của gia đình bà. Đã 30 năm qua, cả gia đình không hề trông thấy một linh mục công giáo, không hề được nghe lời Chúa, lời của sự thật và sự sống. Cả gia đình cũng không bao giờ nhận lãnh các bí tích cần thiết như thánh thể và giải tội. Tôi liền nói với bà về Thiên Chúa tử bi nhân hậu. Tôi cũng nói với bà về Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ loài người. Rồi tôi lại nói với bà về Đức Maria, người mẹ Thiên Quốc luôn chăm sóc và theo dõi từng người con. Tôi cũng nói với bà về Thánh Cả Du Xe, người bảo trợ cách riêng các gia đình, đặc biệt những gia đình gặp khó khăn. Sau cùng, tôi trao cho bà chiếc ảnh vải phép lạ, tức là ảnh Đức Mẹ Ban ơn để bà đưa cho chồng đeo. Ngày hôm sau, có dịp đi ngang nhà lúc sáng sớm, tôi vội ghé vào thăm ông bà vì nghĩ rằng lúc này hẳn ông Salamin chưa say xưa. Nhưng thực tế không giống như tôi nghĩ, vừa trông thấy tôi, ông liền lên tiếng chửi rủa và nhục mạ tôi. Chỉ còn cách là nên rời khỏi nhà ông ngay. Tôi đã đi tiếp tục công việc truyền giáo và giao phó ông cùng chọn gia đình ông trong tay che chở của mẹ Maria. Suốt trong một tháng làm việc truyền giáo tại Chubut, tôi thử đến thăm ông bà Salamin vài lần nữa, nhưng lần nào cũng thất bại. Một năm trôi qua, chúng tôi lại đến truyền giáo tại Chubut, tư tưởng đầu tiên của tôi là hướng về gia đình ông bà salamin và dĩ nhiên cuộc viếng thăm đầu tiên của tôi ở đây cũng dành cho ông bà nhưng tình cảm ông salamin dành cho tôi vẫn trước sau như một ông không tiếc lời chửi rủa và đuổi tôi như đuổi rồi ra đến cửa tôi chạm phải khuôn mặt sầu khổ của bà salamin bà đau đớn cho tôi biết ông chồng nhất định không nhận ảnh đức mẹ ban ơn tôi khuyên bà bảo ảnh vải phép lạ vào trong gối ngủ của ông và đặt tin tưởng nơi sự phù giúp của đức mẹ rồi cũng đến ngày chúng tôi phải rời chu bút hôm đó là ngày cuối cùng tôi còn làm một vòng đi thăm một số gia đình vừa bước qua khỏi cầu tôi liền nghe tiếng gọi dì ơi dì ơi xin dì đến thăm ông salamin đang đau nặng tôi thầm nghĩ biết rồi nhưng chắc là tôi không quay trở lại đâu tôi sẽ thăm ông trên đường về dầu nghĩ như thế nhưng tôi không cảm thấy an tâm tôi liền trở lại cầu và đến thăm ông salamin bà salamin vui mừng khi trông thấy tôi bà đưa tôi đi ngay vào phòng ông salamin tôi thấy rõ là ông không sống được lâu tôi liền nói với ông về giờ sau hết không bao lâu nữa ông sẽ ra trước mặt chúa lạ lùng thay ông bỗng nhận ra mọi lỗi lầm và thật lòng ăn năn thống hối vì không đủ giờ mời linh mục ở cách đó tới 20 cây số, nên tôi liền giúp ông xét mình và xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi xúc phạm đến Ngài. Sau đó, tôi trao ông cây thánh giá. Ông cầm lấy và đưa lên hôn với trọn lòng thống hối ăn năn và yêu mến Chúa. Khoảng 15 phút sau, ông Salamin chút hơi thở cuối cùng. Và chiếc ảnh Đức Mẹ Ban ơn, tức ảnh vải phép lạ, vẫn kín đáo nằm trong chiếc gối của ông. Chính Đức Mẹ đã làm phép là đưa ông trở về với Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kg, tức là 31m25 và 11.900 kg, tức là 25m21 ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 km, tức là 31 ,38 m 38 và 11.945 km, tức là 25 ,21 m 21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Música